thưa quý vị và các bạn, là một tỉnh miền núi phía Bắc, Yên Bái được du khách biết đến là nơi có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, êm ả của núi rừng Tây Bắc, văn hóa đa dạng và đặc biệt là nền ẩm thực phong phú. Nhắc đến ẩm thực Yên Bái, mỗi món ăn dân dã của đồng bào vùng cao nơi đây đều mang hương vị riêng rất độc đáo. Trong đó, có thể kể đến món bọ xít chiên, ăn một lần là nhớ của người Yên Bái. Tiếng em hát dịu dàng, tôi mãi em hay hay mơ. Huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái là nơi hội tụ những địa điểm du lịch vô cùng nên thơ như Suối Giàng, Tú Lệ, Bản Hốc, vân vân. Suối Giàng là xã vùng cao cách trung tâm huyện Văn Chấn khoảng 12 km, nằm ở độ cao 1.300 đến 1.400m so với mực nước biển. Xã Suối Giàng sở hữu khí hậu mát mẻ, trong lành cùng cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, xanh mát. Tú Lệ thuộc địa bàn huyện Văn Chấn, nằm giữa ba ngọn núi Khao Song, Khao Thán và Khao Phạ, nổi tiếng với bức tranh thiên nhiên mênh mông, có núi rừng, mây trời, ruộng bậc thang và những nếp nhà êm ả. Bản Hốc, nơi những ngôi nhà sàn mái lá nằm thấp thoáng trong vườn cây xanh, xa xa là những dãy núi nhấp nhô sương mù bao phủ. Quanh những nếp nhà của người Thái có vườn cây xanh mướt, có nương ngô mơn mởn và có tiếng thoi dệt vải đều đều. Để tới với huyện Văn Chấn, du khách đi từ thành phố Yên Bái, ngược đường miền Tây, vượt qua đèo Ách, tới đây có thung lũng Nà Trạm xinh đẹp, bằng phẳng dưới chân núi Linh Nam và Bù Cóp Mưa. Nhiều người biết đến Văn Chấn không chỉ với đồi chè san tuyết cổ thụ, những bãi tắm nước nóng tuyệt đẹp, mà Văn Chấn còn nổi tiếng với món bọ xít nhãn chiên giòn nước lòng thực khách, đặc biệt là các đấng mày râu. Cứ vào tháng 4 là mùa hoa nhãn nở rộ, trên những chùm hoa phủ đầy phấn trắng, bắt đầu xuất hiện bọ xít hút mật và hút nhựa. Thay vì tiêu diệt bọ xít thì người dân xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn lại tận dụng và xem nó như một nguyên liệu ẩm thực. Tháng 4 về cũng là thời điểm người nông dân bắt đầu chăm sóc những vườn nhãn, giúp cây cho quả ngọt, có một mùa màng bội thu. Công việc hàng ngày của họ là phun dưỡng ẩm cho mầm hoa, quản lý sâu bệnh, đặc biệt là bắt những con bọ xít làm hại cây. Đồng thời, có thêm một món ăn độc đáo, bọ xít chiên giòn. Tuy nhiên, công việc bắt bọ xít cũng cần phải có những kinh nghiệm như đối với bọ xít non phải bắt bằng cách thoa nước măng lên thân nhãn, còn với bọ xít già sẽ được bắt bằng các công cụ tự chế như vợt, lưới, vân vân. Theo quan niệm của người dân nơi đây, bọ xít nhãn là loại côn trùng không độc hại và tốt cho sức khỏe, bởi loài bọ xít này sống dựa vào dưỡng chất của cây nhãn nên hàm lượng dinh dưỡng khá cao. Tuy nhiên, mùi hôi đặc trưng của bọ xít thì vẫn còn, khiến cho chúng ta cảm thấy khó chịu hoặc sợ mùi của chúng. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Quang Côn, Chủ tịch Hội Côn trùng học Việt Nam cho biết, các món ăn từ côn trùng như bọ cạp, dế mèn, châu chấu, bọ xít khá an toàn và bổ dưỡng. Thực tế, tất cả những món ăn từ loài này ít gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe nếu ăn đủ liều lượng và chế biến đúng cách, khoa học. Bọ xít khi còn sống còn mùi hôi và gây ngứa, tuy nhiên khi nấu chín thì mùi hôi của bọ xít sẽ không còn, thậm chí còn rất hấp dẫn. Cách chế biến món bọ xít chiên giòn tương đối cầu kỳ và phức tạp. Sau khi bắt về, để khử hết mùi hôi, bọ xít sẽ được ngâm với muối loãng hoặc nước măng chua từ 10 đến 15 phút, đến khi bọt khí bốc lên phủ kín mặt nước. Lúc này, mùi hôi của bọ xít sẽ không còn. Khi đó, bọ xít sẽ được đem bỏ vặt đầu, cánh, rút ruột rồi đem chiên với dầu hoặc mỡ. Để bọ xít giòn tan thì cần đảm bảo phải chiên trên chảo dầu sôi, bếp lửa to và đảo đều tay. Khi bày ra đĩa nên cho thêm lá chanh thái chỉ và không cần cho thêm bất cứ loại gia vị nào vì bản thân bọ xít đã mang trong mình những vị mặn, cay, ngọt. Trước khi sơ chế nên lưu ý chọn những con tươi sống để đảm bảo hương vị được tốt nhất. Món bọ xít chiên đạt chuẩn là có màu vàng óng, khi nếm thấy có vị ngọt, béo ngậy nơi đầu lưỡi và giòn tan thơm nước. Người dân xã Đồng Khê thường dùng món ăn này với cơm nóng hoặc nhâm nhi với rượu trong bữa ăn gia đình. Bọ xít chiên kết hợp với một chút cốt chanh và lá chanh thái chỉ, những đầu bếp địa phương đã có ngay một món ngon để lai dai. Từ món ăn dân dã, bọ xít chiên giòn đã trở thành đặc sản Yên Bái và có tên trong menu của nhiều nhà hàng tại nơi đây. Mặc dù đã là món ăn truyền thống tại đây, tuy nhiên người ăn cũng cần cẩn thận khi thưởng thức món ăn này, bởi bọ xít non có thể gây dị ứng cho người ăn. Các dấu hiệu thường gặp khi bị dị ứng như buồn nôn, run tay chân, một số trường hợp nặng có thể nôn nhiều, co giật tay chân, chóng mặt, khó thở, vân vân. Do đó các chuyên gia khuyến cáo rằng người dân nên cẩn trọng khi ăn các loài côn trùng, bởi không phải loài côn trùng nào cũng an toàn tuyệt đối và không phải cơ địa nào cũng ăn được. Vì vậy, nếu muốn sử dụng bọ xít làm món ăn, mọi người cần hết sức cẩn thận trong khâu chọn lựa và chế biến để tránh bị dị ứng, đặc biệt là cần lựa chọn những con còn tươi sống. Nên chọn những loại bọ xít sống trên cây nhãn, cây vải. Đây là loài bọ xít có kích thước lớn, mảnh lưng cứng màu nâu đến nâu đậm, mút cánh có màu nâu đen, mặt bụng có lớp phấn trắng giống như vôi bao trùm. Chính vì là món ăn độc lạ trên thị trường, bọ xít nhãn đang được giao bán với giá từ 30 đến 40.000 đồng một lạng, tuy nhiên cũng rất khan hàng. Du khách đến tham quan Văn Chấn có thể chọn mua về làm quà biếu bạn bè và người thân để cùng nhau thưởng thức món ăn đặc sản này. Không phải ngẫu nhiên mà món bọ xít nhãn tại đây lại được nhiều người ưa thích đến vậy.
mà nó còn là món khoái khẩu khiến cho những ai một lần được thưởng thức sẽ nhớ mãi. Bạn hãy thử một lần đến huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vào mùa hoa nhãn để thưởng thức món bọ xít chiên giòn này. Hẳn trong mỗi người sẽ còn nhớ mãi dư vị đặc biệt, ngọt ngào không kém phần hấp dẫn.